Ok, hello chào anh em, lại là mình đây. Hôm nay tiếp tục đến con game SS2.vn. Hôm nay mình sẽ ép cái quyền trượng lên cộng 10 và cái kiên thập tứ lên cộng 10 em nhá. Ok, không nghe dòng, bắt đầu nào. Cái ngọc ra, hai bên trao. Đến Roentia mình giải nén ngọc nhá. Corentia mình giải nén ngọc ra. Ok, biên. Giải nén ok. Ta mua con bùa, giải bùa trao anh em nhé. Con bùa kết hợp trao để mà tránh trạng bị mất đồ. Hai này, ba cái đi, tình trạng mất đồ nhỉ. Ba cái đánh tình trạng mất đồ. Đến Noria mắn sẽ đến với mình. Đây cho nó. Nào. Ok. Chuyển lên trên K3 cái cho nó lấy cái may mắn này nhá. Chuyển lên K3 lấy may mắn. Đấy. Tụt vào con quái cái. Là còn vài con quái người ta về là ép nhá. Làm rất là ca. Ok. Để Noria này. Lại cái đồ. Ép cái kiện giữa em nhá. Kết hợp bình thường. Em cái kiện thập tứ trước lên cộng 10. Có một bùa trao này, một viên trao, một viên bullet và một viên sâu. Đấy, được chưa? Tỷ lệ là thành công là 60% anh em nhá. Tỷ lệ thành công là 60%. Lên không? Lên không anh em? Đấy. À, thùng đồ đầy anh em ạ. Đồ đầy mất anh em ạ. Để mình cất bớt đồ nhá. Game này đồ rất là hiếm anh em ạ. Cất bớt đồ đi. Ok. Kết hợp bình thường. Cho cái kiên vào giữa. Viên bullet trên đây, viên ngọc tâm linh đây. Đấy. Được chưa? Như này là đủ phong thủy cho anh em. Đủ phong thủy cho mình không căn nhá. Mình tính căn cái thằng Ubin này, nó ném 3 lần. Nhưng mà phát này không căn đi. Nếu mà xịt thì gậy mình sẽ căn. Cái quyền trượng này mình sẽ căn. Ok. 1 2. Lên không? 3. Xin chia buồn anh em ạ. Xin chia buồn của xuống cộng 7 rồi. Xin chia buồn. Ok. Tiếp tục anh em nhá. Tiếp tục đến cái quyền trượng. Tiếp tục đến cái quyền trượng anh em ạ. Đến cái quyền trượng, mong là nó sẽ lên. Lên đi anh em ơi. Căn nhá anh em nhá. Căn thằng Cubin ném 3 lần. 1
2 1 nhắm mắt lại 1 2 3 nhắm mắt ta chưa nha, mình nhắm mắt mình không biết gì nha, mở mắt ra đây nào. Ôi đen xì mẹ mất rồi anh em ơi, đen xì rồi anh em ạ, quần ghê luôn đấy, đen xì rồi. Em lên cộng 9 xem được không, đen xì rồi anh em ạ, 8 này, 9 này, ok, tiếp tục phát nữa anh em nhé, khô máu luôn đấy, căn cũng đứt mà không căn cũng đứt anh em ạ, nó bùa lên trên đi, hết trao, vào lấy một viên trao, căng đấy. Khá là nhiều đấy anh em ạ, bùa lên trên, bùa trao rồi cho lên trên, đổi cách khác và ngọc ta lại cho xuống dưới đấy, tỷ lệ là 60% anh em nhá. Căn tiếp, căn thằng Cubin ném 3 lần, 1 ném đi 1 2 3, đùa quá anh em ạ, xuống cộng 5 rồi anh em ạ, xuống cộng 5 rồi, cộng 6 này, hết ngọc rồi, cộng 7, cộng 8, hết ngọc rồi anh em ơi, ngọc anh em nhé, cộng 8, cộng 9, ok, 9 rồi, không đủ ngọc. Về Lorenzia giải nén anh em nhé. Về Lorenzia giải nén. Căng đấy. Xin anh em viên S thôi. Tăng mua cái bùa trao anh nhá. Một này, hai này, ok. Mong là lên được cộng 10. Con game MUSS2 này là mắc là cộng 13 anh nhá. Mắc là cộng 13. Lên không căn đấy anh em ạ, căn nữa vả luôn cho nó nóng, vả luôn cho nó nóng máy luôn, căn chứ không căn nữa anh em ạ.
nó kiểu thích top 2 luôn. Đau buồn. Đau buồn quá. Đau buồn kinh luôn. À. Cần một viên viên sâu này cho lên chín. Cần một viên sâu lên chín anh em ạ. Ok ok. Chọn chú anh em nhé, chọn mấy chú. Anh em đợi mình một chút nhé. Thì mua để mình ép can này. Ok. Ép lên luôn lên 9 em nhá. Ép lên 9 luôn. Lên 9. Ok. Mấy này trên 7 này phát lan đổi trong kia phát này kia phát tập cái này lên thụt mẹ rồi còn ghê đấy. Thôi tiếp tục nào, còn quá nhỉ, hết cả đồ thất tay rồi nhỉ. Để chuyển sang kia đập anh em nha, chuyển sang máy chủ chủ 5 đi. Chuyển sang máy chủ 5. Này có lên không? 5 không có. Chủ 4. Cày đấy, anh Niên cày cú đấy anh em ạ. Anh Niên đang cày cú rồi đấy. Lên 10 không. Bao nhiêu là ngỏ anh em ạ, anh Niên cày cú lắm rồi đấy. Lên 10 không. Lên 10 chưa anh em. Lên 10 chưa. Cái này đã đủ lên 10 chưa anh em.
lên 11 nhá, cho lên cộng 11 anh nhá, đang còn ngọc cơ mà, cho lên cộng 11 đi, không căn nữa, quá ngon anh em ạ. Cho lên cộng 11 anh em. Mày đã đủ ngọc. Đủ ngọc anh em ơi. Hết thế rồi. Đủ ngọc. Hết rồi anh em ạ. Hai viên này cơ. Hai viên anh em ạ. Không đủ, không đủ. Không đủ lên được 11. Thôi để dùng cộng 10 cũng tạm đi. Mà có ép luôn có khi là lên đấy mà mình không đủ, không đủ anh em ạ. Buồn quá, buồn quá. Buồn quá anh em. Ok, mình đã ép thành công cái quyền trượng lên cộng 10 em nhá. Ép thành công quyền trượng lên cộng 10. Còn cái này thì tịt xuống cộng 0 luôn. Tịt xuống cộng 0 anh em ạ. Hơi buồn một chút nhưng mà lên cộng 10 cũng vui rồi. Rất là ngon. Quá là ngon anh em ạ. Lên từ cái đam lên được tí nào không? Cái đam phát. Đấy, lên được tí. Cũng là ngon rồi. Nhẹ tí anh em ạ. Nhẹ tí là cũng được. Ok, video clip của mình kết thúc tại đây em nha. Anh em thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh giúp mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.